Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức Sơn Tùng xuất sắc trở thành nghệ sĩ đột phá của năm 2015. Những nỗ lực và cống hiến của giọng ca Bunutanora đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ từ khắp mọi nơi, góp phần giúp anh trở thành một trong những cái tên được yêu mến nhất Vpop hiện nay. WeChoice Awards là một trong những giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm hứng, những sự kiện, công trình cũng như sản phẩm có ảnh hưởng tới cộng đồng trong năm 2015. Tối nay, ngày 26 tháng 1, gala vinh danh và trao giải chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự xuất hiện của hơn 100 nghệ sĩ và cả những bạn trẻ có sức ảnh hưởng tới giới trẻ, các hot teen, vân vân, để cùng tạo nên chuyến xe cuối cùng khép lại một năm trọn vẹn và nhân văn nhất. Đồng thời, dàn nghệ sĩ hot nhất Vpop hiện nay cũng đã có mặt đông đủ để chúc mừng và hồi hộp chờ đợi những cái tên sẽ được xướng tên. Sơn Tùng M-TP cũng là một trong những nghệ sĩ có mặt trong danh sách đề cử cho hạng mục nghệ sĩ đột phá của năm. Không phụ lòng khán giả và người hâm mộ, anh chính thức trở thành một trong 5 cái tên được vinh danh trong buổi tối hôm nay. Sơn Tùng M-TP xuất hiện cực cá tính trên thảm đỏ sự kiện tối nay. Anh sánh đôi cùng Phạm Quỳnh Anh, người chị đã từng gắn bó với Sơn Tùng trong rất nhiều dự án lớn nhỏ suốt những năm qua. Khác với hình ảnh cá tính mạnh mẽ trên sân khấu, giọng ca buông đôi tay nhau ra khá trầm ngâm khi được xem những thước phim đậm tính nhân văn của hành trình một năm qua. Sau đó, anh chàng đã thể hiện ca khúc Như Ngày Hôm Qua cực cảm xúc. Tuy vướng phải nhiều ồn ào từ khi đặt chân vào showbiz, nhưng khó ai có thể phủ nhận được những điều mà Sơn Tùng đã làm được. Chính vì vậy, điều này đã giúp anh xứng đáng nhận được giải thưởng top 5 nghệ sĩ đột phá nhất năm 2015 bên cạnh những cái tên hot không kém như Trọng Hiếu, Tiên Tiên, Miu Lê. Có thể nói, giải thưởng này là nguồn động lực to lớn cho anh chàng trong thời gian sắp tới để tiếp tục đứng vững trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn dù lắm chông gai và khó khăn. Hình ảnh giọng ca Âm Thầm Bên Em sánh vai cùng Đông Nhi trên sân khấu lại một lần nữa khiến fan hâm mộ thích mê. Được biết, cả hai sẽ nhận nhiệm vụ công bố các giải thưởng nhân văn của chương trình. Đứng trước một mỹ nhân showbiz như Đông Nhi, Sơn Tùng không giấu được sự hồi hộp. Anh luôn dành cho đàn chị những lời khen có cánh, làm bất kỳ ai cũng đều bật cười trước sự kết hợp mới mẻ và đầy thú vị này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.